là lúc để cho chúng ta nói về tin tức công nghệ. Windows 11 đã chạy được trên iPhone. Nvidia đang cho AI học thêm bằng cách xem video. Và còn rất nhiều những cái tin tức nóng hổi khác trong tuần ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tin tức đầu tiên. Các bác đã không quá xa lạ gì với cả Apple rồi đúng không? Họ rất là căng thẳng trong vấn đề hệ điều hành trong những cái thiết bị của họ. iOS là iOS, macOS là macOS, chứ không có những cái hệ điều hành lâu dâu gì ở đây. Nhưng cái điều đó sẽ không ngăn cản những người đam mê công nghệ cài Windows lên những cái thiết bị của Apple. Đầu tiên là Mac và bây giờ là iPhone. Mới đây thì đã có một đơn vị họ đã cài thành công Windows 11 lên chiếc iPhone 15 Pro Max. Và chúng ta đã có những bức ảnh chụp màn hình để xem rằng là Windows 11 chạy trên iPhone thì nó sẽ nhìn như nào. Đại khái người tạo ra Windows 11 trên iPhone này cũng là người đã tạo ra Tiny Windows, một phiên bản Windows 11 dành riêng cho những cái máy mà nó không đủ cấu hình để chạy Windows 11. Và bản Windows 11 này được chạy trên chiếc iPhone 15 Pro Max với chip A17 siêu bùng chiếu, nhưng Windows 11 phải chạy thông qua giả lập với chỉ 1 x 1GHz và 2GB RAM. Thế nên việc bật Win 11 lên thôi cũng đã tốn của chúng ta 20 phút rồi. Chưa kể nếu như các bạn bật Task Manager lên cũng đã đốt 100% CPU rồi. Vậy là chúng ta đúng là cài Windows 11 được lên iPhone ấy, nhưng mà liệu nó có đáng hay không? Như mình đã nói ở phía đầu intro là Nvidia họ đang dạy thêm cho AI bằng cách là xem rất nhiều video. Ý mình ở đây nhé, là rất nhiều video. Nhiều video như thế nào? Nhiều video đó chính là mỗi ngày Nvidia nhồi nhét vào AI của họ một lượng kiến thức theo dạng video dài khoảng 426.320 giờ mỗi ngày. Tính sương sương thì nó cũng khoảng 80 năm. Nguồn học của những cái video này có thể là những video tràn lan trên mạng này, cũng có thể là những video của những YouTuber, show truyền hình, hay thậm chí là cho AI xem Netflix luôn. Nghe cái công việc của AI và những người dạy học cho AI này rất là chill đúng không? Cả ngày chỉ ngồi xem video thôi. Nhưng nó có một cái vấn đề rất lớn, đó chính là vấn đề về bản quyền. Ví dụ nhá, có một kênh YouTube về công nghệ nổi tiếng là MKBHD cũng bị lôi ra để cho AI học. Lý do thì rất đơn giản, video của MKBHD chất lượng cao. Và tất nhiên thì MKBHD cũng không thích điều này một tí nào. Đơn giản thôi, các bạn tưởng tượng nhá, đầu tư rất nhiều tiền để tạo ra một cái studio lớn, làm ra những cái video chất lượng xịn sò, và sau này chúng ta sẽ bị thay thế hay là bị copy y xì đúc bởi một con AI, và chúng ta thể tạo ra video như thế với một nút bấm. Thế nên MKBHD không cảm thấy vui vẻ cho lắm thì cũng đúng. Tất nhiên Nvidia đã trả lời vấn đề này và họ đã nói rằng là họ không cho AI xem video để copy, mà để nó có thể tự đánh giá chất lượng của cái video đó. Có vẻ đây là một lý do tốt nếu như tôi bị bắt khi đang chép bài thằng bên cạnh. Nãy thì đã nói về việc là cài Win trên iPhone, nên bây giờ chúng ta cùng nhau nói về một cái chủ đề khác, cũng là một cái trò vọc vạch của cộng đồng công nghệ. Gần đây thì có một YouTuber tên là ETA Prime đã biến một chiếc Steam Deck bị hỏng thành một chiếc PC. Với cơ bản thì Steam Deck là một chiếc máy tính rồi, và thậm chí là chúng ta có thể cài Win lên và sử dụng bình thường được. Chắc chắn là nó sẽ ngon hơn là cài Win trên iPhone, tại vì Steam Deck bản chất thì nó đã là một cái máy chạy cho mình một phiên bản custom của Linux rồi. Chip của Steam Deck cũng đủ khỏe và GPU đủ mạnh để chơi game, thế nên là chúng ta cũng có thể làm việc trên Steam Deck một cách bình thường được. Lúc đầu khi mà chúng ta có những cái thông tin về Steam Deck, tôi cũng nghĩ rằng là tôi sẽ mua một chiếc Steam Deck về để thay thế cho laptop, vừa chơi game mà vừa có thể mang đi mang lại cắm màn hình làm việc được đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà làm thế thì cũng hơi hâm quá nhỉ. ETA Prime đã rút mạch của Steam Deck ra này, cắm thêm một cái ổ M2 và lắp thêm keo tản nhiệt cho Steam Deck, kết nối với một cái màn hình, và ta-da, chúng ta đã có một con máy tính. Qua bài test của anh này thì Cyberpunk có thể chơi với 40fps, Forza Horizon có thể chơi lên tới là 70fps. Nhưng cái vấn đề lớn nhất của cái bộ PC này đấy chính là nếu như chúng ta muốn update BIOS thì chúng ta phải lắp pin, mặc dù PC đã được cắm nguồn bên ngoài rồi, hoặc là chúng ta sẽ không làm hỏng Steam Deck từ đầu luôn. Thế có phải tốt hơn không? Các bác đã biết cái quả cầu Las Vegas rồi đúng không? Xịn sò hay ho, có thể trở thành minion, có thể trở thành một quả bóng rổ. Nhưng mới đây chúng ta đã có thông tin về linh kiện bên trong quả cầu này, đó chính là nó dùng cho mình card đồ họa của Nvidia, không phải là RTX 4090 mà là A6000, mà không chỉ là một con A6000 mà là 150 con A6000. A6000 là mẫu card đồ họa cho các bộ workstation và những cái công việc như là deep learning rồi. Và các bạn có thể nghĩ xuất hình thôi mà cũng cần phải nhiều card đồ họa thế á? Thì chất lượng trình chiếu của quả cầu Las Vegas là 16K 60fps, mà không chỉ một luồng mà chúng ta phải có 3 luồng 16K FPS khác nhau nữa, mà không chỉ có bên ngoài mà bên trong của quả cầu cũng cần phải trình chiếu nữa. Quá đã. Và tất nhiên với từng nấy màn hình và từng nấy thiết bị thì quả cầu này tốn điện không kém. Lượng điện để vận hành quả cầu Las Vegas bằng với cả lượng điện sử dụng của 21.000 hộ gia đình. Và nếu như các bạn quan ngại về cái vấn đề môi trường trước lượng điện khổng lồ mà quả cầu này nó tiêu thụ, thì hầu hết điện của quả cầu này là năng lượng mặt trời. Mình đang tự hỏi là nếu như mình có một ngày được sử dụng quả cầu này để trình chiếu thì mình sẽ xem cái gì nhỉ? Rồi, và đó là những cái tin tức công nghệ mà mình đã tổng hợp được trong tuần này. Thì không biết các bạn nghĩ sao về những cái tin tức này, các bác có thấy nó hay ho và thú vị hay không? Và đây sẽ là một cái series trên PCM để cho chúng ta có thể cập nhật được những cái tin tức hay ho và thú vị liên quan tới công nghệ. Hãy nhớ like, share cũng như là subscribe video của PCM. Và mình là Dũng LV, mình sẽ gặp anh em trong những video sau.